Có bể không? Có bể à? Có bể à? To không? Bé. Bé lắm à? Cái nguồn nước hiện tại là có không em? Em không biết. Ở đây là nhà trên trục này à? Ừ, trên cái cây mà cái gì này? Cây to đằng kia. Vải. Hả? Cây vải à? Cây vải. Ở bên dưới cái vải ấy à? Xin chào quý vị và các bạn, ngày nay A Pháo tiếp tục có mặt trên Tổng Mò các bạn. Một cái video nữa mà trước đấy nữa thì mình đến thăm gia đình anh Trá. Tuy nhiên thì với cái buổi chiều thời gian nó rất là ít thì là mình cũng chưa tìm được cái nguồn nước để giúp anh Trá có nước trong cái thời điểm mùa khô này. Và thời điểm đấy thì A Pháo có hỏi trưởng bản các bạn ạ, thì ở đây cũng có nhiều những cái hộ gia đình mà cũng không có nước. Trước đấy thì 2018 thì mình cũng đã tìm hiểu và lên đây các bạn với chị Khuyên và chị Nống. Nếu như mà các bạn xem những cái video đời đầu à, khả năng nếu như mà nhắc lại thì có những cái kỷ niệm với anh Oánh các bạn à, một trong những nhà hảo tâm tại Hoa Kỳ, thì giúp mình cái thời điểm đấy là cái phiên đầu tiên nhất là mình làm từ thiện các bạn ở trên bản Tổng Mò này. Và hiện tại thì hỏi ra bản thì vào mùa khô này cũng thiếu nước các bạn, một trong những bản vùng cao siêu cao thuộc xã Xuân Hòa, Bảo Yên, Lào Cai, và cũng giống như Lũng Ác. Thế ngày nay thì A Pháo tiếp tục có mặt ở đây và cũng có trao đổi với chị Nga các bạn ạ. Đó là một là A Pháo mang lên những cái đồ trông nữa thì mình mang lên đi. Mình quay lại mình lấy một cái gói kẹo nếu gặp trẻ con mình phát. Đó chính là cá khô, cá nục hấp ấy các bạn. Và lạc các bạn ạ. Và mắm muối mì chính. Thì đây là mình chuẩn bị đây rồi. Và hôm nay quan trọng nhất đó chính là mình cũng trao đổi nói chuyện với anh trưởng bản. Đó là mình xem lại cái nguồn nước nếu mà đủ với các bạn. Mình tính lưu lượng nước lên. Nếu như mà đủ cho những hộ gia đình này để mình tính, đó là xây một cái bể, có thể là làm cái đường ống. Thêm nữa đó chính là lắp đồng hồ đấy, cho từng hộ gia đình một. Thì qua trao đổi với trưởng bản thì em có nói rằng là có hộ thì được, có hộ thì không đấy. Vừa gặp anh thanh niên nữa thì mình biết cái đầu nguồn nước ấy ở đâu, cây vải trên này. Thì bây giờ Pháo lên thì xem cái lưu lượng nước hiện tại bây giờ trong mùa khô ấy thì nó có đảm bảo không? Và nếu như mà dẫn về trong từng hộ gia đình thì có được không? Và ở đây nữa thì trong cái chính sách của địa phương các bạn, chính sách của cho hộ nghèo ấy, thì mình thấy ví dụ nhà anh Trá cũng có một cái, và nhà này cũng có một cái các bạn ạ. Đó chính là cái téc đựng nước. Đó, téc nước. Đấy. Tuy nhiên thì téc nước này thì mình thấy là không nhà nào lắp. Đó, lý do không nhà nào lắp thì khả năng là không có nước. Đó. Xin chào Mỹ Nhũa. Này, Na Thăng à. Mấy bạn thì sợ. Để xem lên đây có người lớn không. Đó, Na Thăng à. Để xem có người lớn không, mình kết hợp làm việc luôn các bạn nhé. Các anh trưởng bản thì hiện tại anh đang đi làm ở tận Mỹ Đình, Hà Nội cơ. Thế nên là trao đổi công việc chỉ có điện thoại thôi, chứ không gặp trực tiếp được. Hơi khó. Ví dụ như gia đình nhà này các bạn ạ, bé thấy bé đang nghịch nước. Đấy. Một cái téc nước mà người ta chứa nước để sử dụng sinh hoạt đây các bạn. Đó. Theo các bạn ấy chỉ thì khả năng là mình phải lên theo đường này. Để đi lên để mình xem cái đường nước nó như nào các bạn nhé. Đương nhiên là xem xong rồi thì mới trao đổi với chính quyền địa phương để làm các bạn. Mỹ Nhũa lên đây chơi không? Lên đây đi xem nguồn nước đi. Kìa kìa, nhìn thấy con đen đen kia không? Còn đấy mới nguy hiểm. Đó.
2018 thì A Pháo bắt đầu làm YouTube các bạn, và đến với bản này. Hiện tại thì mình cũng thấy có những nhà xây rồi, và nhà này nữa các bạn ạ, đằng sau nhà thì cũng có một cái téc nước y hệt như vậy, mang cái thương hiệu là Quốc Dân. Đó, téc đứng này thì mình nghĩ là cũng được tặng thôi. Ở trên bản Lũng Ác thì mình thấy cũng vài hộ gia đình cũng được tặng cái này, thuộc xã Vĩnh Yên. Đó. Mình lên tận đấy xem là cái nguồn nước. Nguồn nước này là cái thời điểm đấy mình cũng nhớ, đó là bác bí thư huyện ủy các bạn, bác Huy, và kéo về đấy các bạn. Xin chào, cho cháu xem cái nguồn nước tí. Chị Pau à? Hôm nay là mình không có mic các bạn nhé, thế nên là mình phải cầm cái điện thoại này để nó thu âm cái tiếng nói của mình nó tốt hơn. Không thì các bạn nghe nó khó, bởi vì giữa cameraman với mình thì khoảng cách nó hơi xa. Chị Pau à? Cái bể nước ở trên này à cô? Cái bể nước ở trên này à? Nước hiện tại có nhiều không, to không ạ? Nước to không? Cô ấy đang bắt sâu ạ. Một cái à? Một cái à? Bắt được con sâu một. Thôi mình lên xem nhanh nhá, không tối các bạn ạ. Đây rồi các bạn, bể nước. Bể nước này cũng kéo về với cái đường ống siêu to ấy các bạn. Đây, ống to lắm. Kéo đâu tít ở trên bên mạn Hà Giang về. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái sương mù mây mù ở đấy. Đường ống đang đi lộ thiên thôi. Ống này xịn đấy các bạn ạ. Đường ống này nếu như mà thời điểm trước mà mình lắp cho Lũng Ác mà to như này ấy, thì nhiều tiền lắm. Bể nước thì đây xem nào, cạn nhe các bạn ạ. Hiện tại là xin chào, nhà các cháu có lấy nước ở đây không? Lấy ở đây à? Thế sao chú lại thấy dẫn trực tiếp? À đây, người ta lấy xuống để làm ruộng các bạn ạ. Rồi đây giấu xuống làm ruộng, và những cái đường ống chia ra này các bạn này. À, qua câu chuyện của anh Trường Bản với mình ấy các bạn, trao đổi thì bể thì xây xong rồi đây rồi, tuy nhiên ấy nước ở đây là mạnh ai người ấy lấy, tức là chĩa ra các bạn nhìn thấy này, bốn đường ống, có một cái ống phi 32 chẳng hạn đấy, có cái 27, có phi 32 đấy, có cái thậm chí là lớn hơn đấy. Nhưng mà các bác cái lắp là mạnh ai lấy là như thế này, đó chính là không lắp công tơ. Không lắp công tơ thì cái không đo được cái lưu lượng nước, và nhà nào dùng nhiều dùng ít nó sẽ thất thoát ở đấy các bạn ạ. Đấy, với cái anh sáng kiến của anh Trưởng Bản nên anh bảo là nếu như mà anh giúp được ấy thì anh thay cái đường ống này. Đó, thay đường ống này và lắp công tơ. Này các cháu ơi, hộ chú hộ bác hộ chú rước này ra thì chú xem cái nguồn nước to. Ôi giời ơi, tuột cái này dưới này của nhà nào rồi. Đâu, nước đâu, cô thấy đâu? Từ từ nào, từ từ. Cứ để đấy đi. Cháu cứ để đấy để nó chảy tự nhiên đi. Rồi cứ để đấy để chú xem. Cứ để đấy. Bé lắm. Đây là thời điểm nước của mùa khô các bạn ạ. Và một trong năm thì có 3 tháng ở đây sẽ không có nước, mà có nước chẳng nữa rồi có rất ít.
tháng 4, tháng 5 và tháng 6, thậm chí đến tháng 7. Đây nguồn nước kéo về đây. Ống thì siêu to nhưng mà nguồn thì được bằng vậy, bằng này thôi. Nếu vậy thì cho vào bể và lắp công tơ sử dụng sẽ tính lưu lượng nước lên bao nhiêu nhà. Đấy, mỗi nhà dùng bao nhiêu khối chẳng hạn. Này bé quá nhỉ. Nguồn này thì cho bao nhiêu hộ? Đến móc nhà nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nó cũng tầm cỡ khoảng độ 20 nóc nhà. Bể thì đây rồi. Cái này thực ra là chính quyền địa phương họ đã quan tâm và làm rồi các bạn nhé. Nếu mà nâng cấp mà làm nữa ấy, đó chính là những cái hộ gia đình ở bản này. Đấy, các anh chị ấy có thể là góp tiền vào và làm cái đường ống tốt hơn. Đó, làm đường ống tốt hơn và lắp công tơ nữa thôi. Tuy nhiên thì đối với gia đình của hộ anh Trá các bạn ạ, thì các bạn có thể nhìn và theo dõi suốt những cái video mà Pháo quay mấy vài năm nay. Đó là anh ấy rất là trì trệ, chậm tiến. Hay có một cái nữa gọi là cái hạn chế về cái nhận thức các bạn. À, lúc nãy là mình đụng chạm đến này nó ấy thôi các bạn. Nó chưa được, nó đang e. Như vậy là nguồn nước này cũng được đấy các bạn. To đấy ạ. Như vậy là cũng to đấy. Đây các bạn, cái nguồn nước từ bên dưới, góc quay bên dưới các bạn có thể nhìn rõ hơn. Nó cũng khá to đấy. Với cái ống này là ống Ống 27. Ống mình đang cầm là ống 21. Cái HDPE thì nó chỉ 25 thôi, ống này ống 25. Các bạn này, cái kỹ thuật xây của thợ các bạn, của cái bể này nó đang thấm. Đó. Nếu như mà trước kia bể Lùng Ác mà mình không xử lý thấm thì nó sẽ thấm như này. Đấy, chỉ dùng được thời gian thôi. Nước này khả năng nó vẫn khả thi các bạn ạ. Làm cái này chắc là trao đổi tiếp với các anh trưởng bản đi. Trông nó mình xem trao đổi. Xem là các hộ dân ở đây có điều kiện làm không. Thứ nữa là mình cũng nhãi ý như vậy. Hãy thay cái đầu này, cải tạo lại cái bể, lắp lại đường ống. Và đó chính là công tơ cho từng hộ gia đình. Đấy, chạy tuyến. Đấy, xem là trong bản này hiện tại là có bao nhiêu hộ là đang không có nước. Đấy, thế nữa cơ. Ok, để mình lắp lại cái này đường nước này các bạn nhé. Thích chỗ ăn kẹo không? Làm sao biết chú tên là gì không? Chú gì? Chú nào? Chú phát quần áo suốt cho mình ở đây đúng không? Đúng rồi, ăn kẹo của chú bao nhiêu lần rồi? Thế vào đây, về đây, nào để chú cho kẹo nào. Bây giờ không nói tiếng Mông nhá, phải nói tiếng Kinh nhá. Ở đây mấy cái bộ này là không có của chú đâu. Bạn có bạn nào từng nhận quà của chú rồi? À, học dưới trường mầm non kia. Đúng không? Có bạn nào học dưới trường mầm non kia được nhận quà của chú không? Đúng. Được à? Các bạn đều được à? Hôm rồi áo ấm mùa đông chú lên tặng này đúng không? Các bạn đều được hết đúng không? Đúng. À, vẫn nhận ra chú A Pháo đấy nhỉ? Hôm nay chú đến đây để xem cái nguồn nước và muốn dẫn nước về từng nhà và chú lắp công tơ. Hôm nay chú lên khảo sát thôi. Nói chuyện với trẻ con này hơi khó. Kỳ một nam giới nói chuyện các bạn. Gặp một bạn nam lúc nãy thì bạn ấy nói chuyện lướt qua bạn ấy đi mất. Kỳ được một người nói chuyện được ở đây thì hơi khó đấy. Mình sẽ để đây hay là để phát cho từng bạn? Đây, mỗi bạn là 3 cái nhá, tí chú đi tiếp tục nữa. Con xin. Ừ. Con xin chú. Đúng rồi, bài học lớp mấy? Lớp 1.
Bạn học lớp 1? Đúng. À, bạn này chân lớn. Mẫu giáo lớn à? Đúng. Mẫu giáo lớn thì chắc chắn là được áo của chú rồi. Hôm rồi chú tặng mẫu giáo được hết. Bạn đang học gì? Lớn. Cũng lớp lớn à? Lớp lớn chắc chắn là hôm rồi được một cái áo đúng không? Sao? Áo ấm đúng không? Đưa, đi để mua. Con học lớp mấy? Anh nhớ. À, rồi. Các bạn vừa ăn kẹo nhá. Ok. Còn các bạn ở bản còn có nữa không thì trông nữa chú phát tiếp nhá. Ừ. Có người lớn ở nhà không? Bố mẹ có bố có cái cháu ở nhà không? Không. Bố làm thuê hết rồi à? Đúng. Bây giờ là trong cái thời điểm là đi bóc quế này với làm cỏ sắn này các bạn ạ. À. Thứ nữa là nông nhàn. Ở đây nữa thì các bạn nhìn thấy không? Cái nguồn nước bé tí này thế nên là không đủ để làm ruộng. Trong cái thời điểm hiện tại bây giờ kể cả trưởng bản cơ, anh ấy cũng gác lại công việc, bàn giao lại công việc cho một người nào ở nhà ấy, thì anh đi làm thuê. Cả gia đình đi làm thuê. Đấy. Trẻ con thì gửi, ví dụ như là gửi cho ông bà bố mẹ. Đấy. Trông, xong đi học ở bản, xong là các anh ấy đi làm thuê ở dưới Hà Nội, Mỹ Đình hoặc các khu công nghiệp. Các cháu xong nghỉ hè chưa? Chưa. Thế à? Thế nhìn thấy chú sợ à? Sao không dám la lấy kẹo lúc nãy? Xin chào, chào em. Em ơi, em ở Mo 3 ấy à? Anh Giàng A Pháo mà em có ấn tượng với cái kênh YouTube này không? Đúng rồi. Em ơi, anh thấy ở trên này ấy, tức là có cái gia đình mà anh Trá mà cái thời điểm hiện tại đang hết nước, mà anh lên khảo sát cái nguồn nước của mình ấy, thì cái bể nước ấy là hiện tại là cái đường ống dẫn về từng nhà là hỏng hết rồi đúng không em? Cái ông dẫn nước về từng bản à, từng nhà, từng hộ và gia đình một đấy. Ừ. Thì anh trao đổi với quán ấy, ngay trước làm trưởng bản đấy đúng không em? Thế thì quán bảo có cái sáng kiến như này, tức là lắp cái đường ống cho nó to, à, cái đường ống nó đẹp hơn, và từ cái đầu bể này mình dẫn đi các hộ gia đình và lắp cái công tơ. Ừ, lông công tơ và sử dụng cho từng hộ gia đình. Em hiện tại đang ở đâu? Em chạy ra cái sân văn hóa của bản được không em? Gần nhà. Anh đang ở bể nước đây. Nếu như mà em về được thì anh em mình trao đổi một tí xem nào. Tập hợp anh em bản làng để làm cái nguồn nước ấy được không? Cho anh trao đổi với chính quyền địa phương nữa để làm. Ừ, bể nước của tôi ở Mo 3 mình ấy. Gọi cho quán thì trưởng bản thì đang đi làm ở tận Mỹ Đình rồi. Bây giờ gọi cho ai được mỗi em, chắc em là nhanh nhẹn nhất đúng không? Mọi người đang giới thiệu cho em đấy. Trưởng bản giới thiệu. Bảo có cái thằng em ở trên này nó nhanh nhẹn nhất thì bảo gọi em trao đổi với em xem rằng là đường ống bao nhiêu chẳng hạn. Thế là em đang làm cách nhà xa không? Đi săn à? Đi săn à? Liệu còn ai nam giới ở nhà nữa không em nhỉ? Liệu còn có ai nam giới ở nhà nữa không nhỉ? Có ai là con trai ở nhà nữa không? Ý anh là thế. Có cả
bạn nào nhanh nhẹn một tí có cái sẻng anh trai của quán có nhà không em? À, cả nhà đi làm à? Còn ai nữa không? Để anh trao đổi luôn. Đỡ phải đi để lại. Để anh trao đổi luôn là ống như nào và chạy như thế có thống nhất quan điểm không? Đấy, để anh báo với chính quyền địa phương luôn xong là để thực hiện đấy. Đi về đây, mùa chế. Đấy các bạn, lúc sau nữa thì mình nhờ Pao các bạn. Nhờ Pao nhé. Pao. Thì nhờ được bạn Chảnh xuống đây là một trong những bạn hiện tại đang uống cái nguồn nước này. Và cái thống nhất với bạn xem là cái đường ống và lắp cái công tơ. Đấy, trao đổi nó hơi dài thế nên là mình cũng không ghi hình. Mình chốt lại câu chuyện thôi. Thế thì em, anh xin số điện thoại rồi. Thì mấy nữa thì em thử xem. Trao đổi lại với các bạn ấy xem. Đấy, mình lắp lại cái đường nước, đường ống ấy, nó đẹp hơn. Đấy, đường nào cần nâng cấp anh nối vào thì mình nối. Thì em liệt kê xem bao nhiêu mét, cỡ ống bao nhiêu. Xong anh mua về. Đấy, chúng ta lắp. Đấy, lắp thêm công tơ nữa. Đấy, xong thứ nữa là mình lập thêm một cái tổ đi tuần bảo vệ nguồn nước chẳng hạn. Nó hỏng chẳng hạn. Đấy. Đúng không? Lên lịch hàng tháng thì đi kiểm tra đường ống ấy để sửa chẳng hạn. Ví dụ như em nãy em kể là chủ yếu là em đi sửa thôi đúng không? Chủ yếu là mấy người uống thì mấy người đi sửa đâu, thì có một phần người thì nó không uống thì nó không đi sửa đâu. Ừ, họ không uống họ đi sửa là đúng rồi. Đó, và thứ nữa là mình cũng đưa ra cái mô hình quản lý nước giống như ở Lũng Ác các bạn, Lũng Ác Vĩnh Yên thì bạn vừa nghe qua. Thì chăng nữa thì vẫn là cái kế hoạch ngỏ. Được nữa thì báo anh nhá. Ở số điện thoại em lưu vào đi. Được vài ba ngày nữa thì các bạn cũng đang rất là bận các bạn, mình biết là vụ này là đang vụ thu hoạch quế. Thì các bạn đi làm thuê bốc lá quế, vỏ quế. Đấy, có mùa mà. Thế này thì là mùa khô nữa thì là cái nguồn nước hiện tại là nó cũng rất là cấp thiết. Tuy nhiên thì nhà bạn đang có. Em vẫn đang dùng nguồn nước này, nó đang có đúng không? Thế nên đang là, có mà. Thế là không lo lắng lắm. Thì mỗi cái nhà mà mình làm video mà ngày nay về với chị Nga hướng tới và các và giúp cái có hộ nào hiện tại là không có nữa không? Không, tất cả có. Thì kiểu là trong khu này có khi có một phần thì nó có nước thì nó lại không uống cái nước đấy. Ừ, không uống nước đấy đúng không? Ví dụ như nhà của bà anh Trá ở dưới kia cần nữa thì mình sẽ phải kéo một cái đường từ đây xuống đúng không? Đấy, cái nội dung là nếu như nhà nào không có chẳng hạn thì anh sẽ kéo về tận nhà và chúng ta lắp công tơ, ý như vậy. Rồi, cảm ơn Chảnh nhá. Thì anh như vậy thì là mấy nữa thì em làm thuê đi bốc xong một thứ nữa thì em trao đổi với cái nhà xem mình lắp thêm cái công tơ. Đấy. Lắp thêm công tơ nữa để kiểm soát nguồn nước chẳng hạn đúng không? Thì mình biết là nhà nào dùng nhiều nhà nào dùng ít. Đấy, thứ nữa là sửa lại cái bể chẳng hạn. Thì mình thấy cái nguồn nước là bể có, tuy nhiên là ý thức mọi người là không được cao lắm, tại vì là cứ dẫn về là tôi cứ xả thôi đúng không? Cứ dẫn về đi kiểu là nhà nào có bể thì à. Mình cứ xả về cái bể đấy đầy thì mình cứ khóa đi, xem ai lại thiếu nước thì ai cũng thả đi thôi, thế thôi. Ừ. Đó. Tuy nhiên là có lúc là quên không kiểm soát được đúng không? Đúng. Ừ. Ok, anh cảm ơn Chảnh nhá. Rồi mình sẽ xuống dưới nhà của anh Trá một chút nữa các bạn. Thì ngày nay thì cái việc nguồn nước thì chắc là vấn đề ngỏ, vẫn phải đi lại mấy chuyến nữa. Cảm ơn em. Đấy, các bạn xuống dưới nhà anh Trá đi rồi. Tuy nhiên là mình từ xa mình nhìn thấy, tức là cửa đóng then cài. Đó. Giờ đâu rồi chị? Đi tận đâu ạ? Cần tới Trá. Đi học à hay đi đâu? Đi học. Tối không về ạ? Ừ, không về đâu. Tối không về à? Ừ. Thế còn các con ở đây à? Hả? Thế anh Trá đâu? Đi làm ơi. Đi làm à? Ừ. Một mình chị ở nhà? Ừ.
Chưa nấu cơm à? Ăn thằng ăn rồi. Ăn rồi à? Ừ, ăn rồi. Ôi ôi, ăn sớm thế. Thật không à? Đâu em vào xem nào, ăn thật à? Mình nghĩ rằng là đó chính là cơm nguội để từ trưa thôi, chứ làm gì đã ăn bây giờ, sớm thế. Bạn giờ hiện tại là hôm nay Pháo đi đó chính là ngày buổi chiều, ngày hành chính. Đấy, tối tối rồi. Khả năng là, nhưng mà không phải nhỉ, làm gì có chuyện ở đấy, ở trường nhỉ. Phải chứ. Nước hiện tại mới nay là mưa có các bạn nhá, nhưng mà 2-3 ngày nữa thì khô cong thôi. Đó. Test này được nhà nước cho này các bạn này, tặng này. Tuy nhiên là trống không, không có nước. Thứ nhất là mình thấy là qua nói chuyện với cái anh vừa xong, anh Chảnh vừa xong ấy, là cái tổ chức của cái khu vực bản làng này cũng không được được tốt lắm. Tức là gì? Như người dân cái ý thức ấy, cái đường nước mà được kéo về cái ống to như vậy các bạn, và cái đường nước phải đến 6 km và được chính quyền địa phương kéo về từ bên trên cái đỉnh núi mà mờ sương kia các bạn này. Đó, phải đến 6 km đấy. Thì đường nước mục đích là kéo về cho cả bản. Tuy nhiên là có hộ dùng, có hộ không dùng. Cho nên là cha chung khoai khóc, khoan thua lắm. Đấy. Thế này thì nói chuyện với anh kia thì anh cũng ngập ngừng, không thấy cái sự quyết tâm lắm. Đâu, cơm đâu, như nào? Xem nào. Vào em xem nào. Đâu, cơm đâu, như nào? Làm gì đã ăn? Không có ăn cơm à? Không có rau ăn cơm à? Đâu, giật em xem nào. Đâu? À, rồi, cơm nguội từ chiều. Để em xem lại. Đây à? Chim mùa là cái gì? Đây là nguội tanh, nguội ngắt từ trưa nay rồi. Thế mà chị này chị ấy ngại mình này đấy, các bạn ạ. Đấy, thế nên là bạn trả lời rằng là ăn cơm rồi. Đấy, thực tế là chưa nấu và ăn cơm đâu. Đồ ăn ở đây. Này, thế ra đây em nay em tặng cho gia đình mình. Không phải em tặng đâu, mà có nhà hảo tâm. Chị Nga chị tặng các bạn ạ. Từ bữa hôm rồi chị Nga chị rất là thương các em bé. Ăn cơm tràn nước lã thì cái ấn tượng đấy chị rất là day dứt các bạn ạ. Khi về Úc rồi chị bảo là Pháo quay lại đấy và giúp gia đình. Thứ nhất là nước. Thứ hai đó là hàng tháng nếu mà được Pháo lên nữa, đó chính là mua cá khô hoặc là những cái hạt đỗ. Đấy, ví dụ đỗ đỏ và đậu phộng cho gia đình. Thế này thì với cái số tiền 1 triệu đồng của chị ấy, thì mình mua những cái thứ đấy rồi các bạn. Những vật dụng sinh hoạt khác nữa đó chính là dầu ăn, mì chính, muối, đấy, cá khô và lạc. Đấy, tuy nhiên là mình vào đây trước, xong là mời chị ấy ra lấy các bạn ạ. Bữa trước ấy là các bạn ạ, không có cái này đâu nhá. Bữa nay thì mình thấy cái này rất là mới, chục ngày đây. Khả năng các bạn ạ, cái này của các chú các anh làm đường thì các anh ấy để lại cho, nghĩ vậy. Hôm rồi mình chị Nga đến thì là các cháu lấy nước về bằng cái dụng cụ này các bạn này, và đổ vào cái xô màu đỏ kia. Đó. Anh Trá tí cũng về không ạ? Không về à? Thế tí giờ có về không? Bạn giờ có về không? Thứ sáu mới về à? À, vậy là bạn giờ đang đi học cái trường gọi là bán chú dân nuôi các bạn ạ. Trường này như vậy thì cháu không về ngày hôm nay. Đó, một hôm trước mình về mình lên đó chính là vào ngày chiều chủ nhật. Thế nên mới gặp các bạn ấy. Đây chị ơi. Bé này không mặc quần à? Chị xin cảm ơn. Nói xem nào. Không ở đâu. Chị xin. Cảm ơn. Xuân rất tí tí à. À đang kiểm tra. Này nói theo này. Chị xin và cảm ơn.
Sao lại nói theo nào? Nói tiếng Kinh lại nào? Nói theo em nào? Chị xin và cảm ơn. Chị Bảo Hà. Ồ, chị Bảo Hà lù này. Đây, kẹo cho các cháu. Đây là lạc các bạn ạ, 5 kg lạc. Này, nói theo A Pháo này. Chị xin. Cảm ơn. Cảm ơn nữa đi. Lộc xin à? Không, xin và cảm ơn. Đây là cá các bạn ạ. Đó. Đây là cá nục hấp. Này, cảm ơn. Nhìn vào đây, cảm ơn. Chị Bảo Hà. Rồi các bạn, trong cái trường hợp này thì A Pháo xin thay lời chị Trá vậy. Cảm ơn chị Nga. Ngày nay và A Pháo lặn lội lên đây lần thứ hai. Chúng ta về xem nhá, gia đình của chị có nấu cơm lại cho các bé không, hay là cho các bé ăn cái cơm nguội từ trưa nay. Đấy. Bữa rồi mình vào quay video hôm trước ấy các bạn ạ. Đấy. Có một tí canh thôi là anh Trá, anh lúc mình hình là anh ngại, anh không ăn cơm đâu. Lúc đầu là chị Trá này chị cũng nằm ở trên giường, cũng không đến ăn. Thế mãi sau thì mình nói động viên rằng là ra ăn cho không khí gia đình. Thế chị mới ra. Trời ơi, kiểm đếm à? Kiểm đếm à? Có lạc này. Ôm mở ra luôn, cá hấp. Nấu luôn cho con ăn tối nay cho hộ em đi. Ừ, nấu cơm xong là làm những cái món này để ăn tối nhá. Nhóm bếp lên ạ. Không cất đâu, không cất đâu. Để đấy đi. Để đấy đi. Đấy, sữa chị bỏ ra cho mỗi bé một hộp ạ. Hầu sữa cho mỗi bé một hộp ạ. Vâng ạ, cho mấy bé một hộp ạ, cho bạn ấy đỡ thèm đi ạ. Xong là chị nấu cơm cho các bé ăn ạ. Mình nhìn thấy cái áo này các bạn này. Vậy là con của gia đình anh Trá Hồng Mộc Non, hồi các cô giáo tặng để lại một cái áo. Mà cái áo trong cái thời điểm mùa đông mà mình lên phát của các anh chị ở trong nhóm Đam Mê Music tặng. Áo đây. Nhưng mà các bé thì tả tơi hết rồi. Rồi, chị đấy đi. Các bé được một hộp xong là chị nấu đi. Chị nhóm bếp đi nấu đi ạ. Vậy là chị không thật lắm các bạn ạ. Đấy. Nhà Pháo không có cái này thì chắc là các bé ăn cơm nguội thôi.
Chỉ chờ chân nó, chỉ có. À. Không kiểm tra xem là cái gì à? Kiểm tra xem là cái gì? Mở ra xem là cái gì nào? Cái gì đó chị? Con dao rạch nốt đi chứ, là cái gì? Rạch khóa. Chẳng làm gì cả. Đấy. Chị đưa ra ngâm đi, ngâm rửa luôn, nấu luôn cho các bé ăn cho tối nay ạ. Ấm mưa thôi hả? Chị đưa ra ngâm luôn đi, rửa. Chị tớ mắc khó chuyện ra. Mèo ăn đấy. Mèo với chó ăn đấy. Không cất đâu. Thì lấy một bát ra rang rang đi chị ơi. Ồ, cho nó này. Chị ơi, cầm cái này đi đi rửa cái chảo ạ. Đây là dầu rửa bát ạ. Rồi cái này cho nó về rang rạc nhé. Đi rửa đi. Thế vào điện chưa? Điện chứ. Vào chưa? Ui hồi đã vào đâu? Giờ tiêu cho chị mua chị cút lên ta. Tiêu chị cút lên cho mình đỉnh ra. Mình chưa rồi thôi. Thảo nào chờ đến tận mấy phút không thấy cái gì cả. Sao trong phòng ngủ á? Ra tiền đây ngủ ha. Ra tiền em đỉnh lên chị mua ha. Ra cho con chưa? Bây giờ mới vào. Bây giờ khói bốc lên rồi. Mấy bé khi chua pháo về thăm thì đến nhà vui lắm các bạn. Đấy, để có quà, bánh, kẹo, sữa mà. Ăn không? Sao? Thế à? Nhiệt nó ít nhá, nó cháy. Thưa các bạn, bữa cơm thì đã xong rồi lạc ra. Vừa nãy thì mình tới thì chị có nói rằng là đã ăn cơm. Tuy nhiên thì mình kiểm tra nồi cơm thì là cơm nguội. Thế mình bảo là thôi chị nấu các bé ăn đi. Nếu để xem các bạn ạ, các bé vẫn ăn được số lượng nhiều thì chứng tỏ là chưa ăn. Nếu mà không ăn đâu, không ăn được tí nào đâu thì các bạn có thể là biết rằng là các bé đã ăn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là các bé chưa ăn đâu. Nào, lên ghế bé ăn cơm rồi các bạn ơi. Ăn cơm đi, nằm báo đi.
đúng rồi, ăn cơm. Thì bữa cơm lúc đầu mình tới các bạn ạ, thì chị có trả lời mình rằng là không có cái gì ăn. Bây giờ với cái số lượng là cá thì mình nghĩ rằng là có thể là được 2 tuần đấy các bạn, được 2 tuần, thậm chí được 1 tuần đấy. Đấy chị đưa ra là 3 con các bạn ạ. 3 con cá, 3 con là 1 đứa rồi. Vâng, em mời chị đi, chị với các cháu ăn đi, nằm máu đi. Hả? À, bạn cái đi chan nước các bạn ạ. Chan nước lã. Không có canh nên là chị lấy thêm một cái âu để đựng nước các bạn ạ. À, đây là nước đun sôi để nguội. Nó sao? Đó, thì nó sẽ là chan luôn đấy. Nó rồi. Mất cháu nó mà nhột chua, cháu nó mà. Chua đỉnh chuối. Cứ nó dùng đi cái chết đắt tù lửa, không hút ra thì bà. Cái gì mà dành cho cái nó cứ làm gì. Sao làm nhé, không nhé. Sao làm nhé, làm nhé, làm nhé. Ủa, làm nhé, làm kia mọ. Mọ, mọ chờ quá. Mọ, 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 mọ. Nào, nó. Đây chị có chưa? Chị ăn thử cơm nào? Ăn. À, rồi. Ăn biết cơm. Rồi bạn ăn. Bạn này thích ăn cá quá các bạn. Ăn cá từ nãy giờ. Trộn cơm. Mỡ hà. Mỡ cả có sọc quá. Mỡ à. Ngon không con? Ngon rồi bà cả. Tôi để bà cả. Ngon chưa? Con nhớ tên chú là gì không? Con cởi một trời nào chú. Hay mà, hay lắm à. Con học lớp mấy rồi? Con cởi một trời nào. Hôm rồi không được tặng áo, chắc là hôm rồi một bạn này, bạn nhà mình non chắc được tặng bạn. Chú A Pháo, con nhớ chưa? Ừ. Đến giúp nhà mình rất là nhiều lần rồi, đúng không? Lần sau con muốn chú đến nữa không? Hay ăn nữa. Vẫn còn vẫn muốn chú đến đúng không? Ừ. Hôm nay ăn cơm không ngon con? Ngon đúng không? Cá ngon đúng không? Đồ ăn vẫn còn. Thế ngày mai con ăn sáng mới đi học à hay là nhịn? Ăn cơm nguội trong đi học à?
Rồi nhá, thế thì là chú ngày nay đến cái cá này, chú thấy là có cả cái bẫy chuột đấy. Thế thì cháu bảo mẹ là cất vào đâu không chuột nó ăn nhá. Chú nói tiếng Kinh thì mẹ cháu cũng hiểu. Được rồi, cháu sẽ dịch từ tiếng Kinh ra tiếng Mông thì mẹ cháu hiểu nhá. Cá thì số lượng nhiều thì không thì cháu để bảo mẹ để ngác bếp ấy. Mình không có tủ lạnh để nó không nó thối. Được chưa? Và ngày nay các bạn ạ, theo nữa thì mình đi đến tìm hiểu cái nguồn nước để kéo cái nguồn nước về cho anh Trá. Nguồn nước có các bạn ạ, tuy nhiên thầy Cải tạo lại cái bể và kéo đường suốt từ trên đấy xuống đấy, cỡ khoảng độ nó sẽ cỡ khoảng độ phải đến 800 đến 900 mét đấy các bạn, kéo được bể. Nhưng tuy nhiên là mình kéo từ cái sân thôi, từ sân văn hóa chẳng hạn, sân của cái nhà văn hóa ấy. Thì mình nghĩ rằng là cái đường nước ở đấy thì nó phải đỡ hơn đấy. Và ngày nay thì cái video mà Áo Pháo quay cái hình tại nhà của anh Trá mình kết thúc ở đây để mình trao đổi lại với các bác trưởng bản, và thứ nữa là các hộ dân ở đây để quyết tâm sửa lên đường nước và dẫn đường nước về từng hộ gia đình và lắp công tơ các bạn. Cái đấy nữa thì một mình không thể nào làm được, không những kết hợp của chính quyền địa phương và bản thân người dân ở đây các bạn ạ. Và video này Pháo kết thúc ở đây. Cái việc kéo nước nữa thì mình chờ mấy anh này xem là anh gọi điện trao đổi lại với mình xem có được không thì mình sẽ thực hiện các bạn nhé. Nói chung là không ai giúp từ đầu đến cuối và chỉ ngồi vào đấy thôi thì giống như cái bể các bạn, cha chung quay khóc. Đấy, các bạn phải tự thân vận động. Đấy, ít nhất phải bỏ công sức ra chẳng hạn để làm. Đấy, như thứ nữa là nếu như mà mình thuê người làm mọi thứ cũng được thôi, nhưng tuy nhiên là như thế thì nó ỉ lại quá các bạn. Và nay là quà của chị Nga đưa tới gia đình của các bé, chủ yếu các bé thôi các bạn. Mai thì các bé có lạc và có cá hấp đó để ăn. À, cảm ơn chị Nga và cảm ơn quý vị các bạn. Ngày nay Áo Pháo kết thúc video tại đây. Xin chào. Xin à, cháu nói cảm ơn. Cho thế là cảm ơn bác Nga. Cảm ơn bác Nga. Bác Nga. Bác Nga. Đúng rồi. Đấy, và các anh chị. À, và các anh chị con bác Nga. Và các anh chị. Anh chị. Đúng rồi, các anh chị hôm rồi nấu ăn cho mình ấy, con nhớ không? Mấy anh chị Tây ấy. Nhớ chưa? Đấy, mấy anh chị ấy hôm nay là tặng quà cho mình đấy. Đấy, tặng cá với lại tặng lạc này và cái đồ khác nữa nhá. Ok, chú mua cả cái dầu rửa bát ấy thì mai con rửa bát cho nó sạch sẽ gọn gàng nhá. Thế chị giờ là chú đấy học à? Chị giờ đi học dưới kia đúng không? Có tiền giờ đi một bữa tớ có lũ em nhất thì sao để luôn mà, đúng không?